chỉ cú thăng hạng, được chọn làm đội trưởng tại Seoul Trung Quốc. Sau màn trình diễn si tình ấn tượng cùng các tỷ tỷ trong vòng công diễn đầu tiên, Chipu tiếp tục bước vào vòng trong với vị trí trưởng nhóm. Tập 3 Seoul Đạp Gió 2023 vừa lên sóng, Chipu giành vị trí thứ 7, tăng một hạng so với màn ra mắt trong tập đầu tiên. Sau hai tập liên tiếp duy trì thành tích khá cao, Chipu dần khẳng định được sức hút trong chương trình ăn khách bậc nhất xứ Trung hiện nay. Trong vòng công diễn 1, Chipu đã có phần thể hiện ấn tượng cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê qua ca khúc Tinh Tinh Tăng Tăng, Si Tình. Nữ ca sĩ cùng các tỷ tỷ giành chiến thắng với số điểm cao nhất trong số các đội tham gia. Tất cả các thành viên trong nhóm an toàn đi tiếp vào vòng trong. Là đội chiến thắng vòng trước, Chipu đã bày tỏ mong muốn được đảm nhận vai trò nhóm trưởng. Em nghĩ các đội trưởng là người sẽ có cơ hội giành tấm vé để đi đến vòng cuối cùng và em mong mình cũng có thể, cô chia sẻ. Sau đó, Ella công bố Chipu là đội trưởng trong vòng tiếp theo. Ella cũng nhắn nhủ Chipu rằng nếu có bất kỳ khó khăn gì, cần lời khuyên thì cứ tìm đến cô. Trong vòng công diễn 2, Chipu lập nhóm cùng Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắt. Cung Lâm Na cũng dí dỏm tiết lộ sẽ dạy cho Chipu thêm về tiếng Trung. Ở tập tiếp theo, Chipu cùng các tỷ tỷ sẽ trình diễn ca khúc Rosemary của Châu Kiệt Luân, Dây Châu. Việc thể hiện một ca khúc hot của tượng đài châu Á là một áp lực không hề nhỏ với đội Chipu. Sau 3 tập phát sóng, Chipu cũng nhận được sự yêu mến của khán giả Trung Quốc. Cô thậm chí được fan Trung vây kín ở khách sạn. Nhiều người đã có mặt tại để ủng hộ, cổ vũ cho nữ ca sĩ Việt Nam. Sự thân thiện, nhiệt tình của Chipu rất được lòng khán giả tại đất nước tỷ dân.